Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại phường Tân Đông Hiệp thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà hai mặt tiền. Đây là căn nhà em đang giới thiệu cho khách hàng. Căn nhà này có diện tích là chiều ngang 5m và chiều dài gần 17m, được chủ nhà đúc một trệt hai lầu, đúc 3 tấm. Công năng sử dụng căn nhà này gồm gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và có ban công trên. Nhà này có hướng nam và có con đường phía trước rộng khoảng 8 mét thông, mình có thể vừa ở vừa mở văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán rất là tốt. Nhà này cách chợ chỉ khoảng là hơn 100 mét thôi. Đây là chợ nha. Mình đi bộ ra đây tới chợ đi bộ hết khoảng 5 phút thôi. Ở đây người ta bán cà phê, bán ngọt, mở văn phòng công ty rất là nhiều ở đây nha. Nhà vừa kinh doanh buôn bán, mở văn phòng công ty. Căn nhà này cách đường quốc lộ 1K khoảng 1 km, cách ngã ba cây điệp khoảng hơn 1 km và cách đường Mỹ Phước Tân Vạn khoảng 300m. Quý khách hàng nào có nhu cầu đi xem thì vui lòng liên hệ với số điện thoại của em để em tư vấn cũng như dẫn vào xem căn nhà này nhé. Bây giờ mình sẽ vào trong để tham quan. Quý hàng nhìn lại mặt tiền bên hông một lần này. Bên hông đây chủ nhà thiết kế có 6 cửa sổ bên hông nhé, và một cửa đi. Phía sau có lối thoát hiểm này. Ở đây đang có 2-3 căn đang gửi mình bán, mức giá chỉ từ hơn 3 tỷ cho đến 5 tỷ. Nhà mình có view hai mặt tiền. Ở trước đây mình có thể buôn bán cà phê, mở văn phòng công ty ngay đây nhé. View hai mặt tiền. Bây giờ mình di chuyển vào trong phòng khách. Cửa chính ngoài đây được chủ nhà làm hai lớp cửa này. Ở ngoài mình có một lớp cửa cuốn đức và phía trong mình có một lớp cửa nhôm sinh pha cộng kiến cường lực ngay cửa chính này. Sàn trong đây được chủ nhà lót gạch bóng kính giá đá loại 1 khổ 80, rất là đẹp nha. Ở đây mình có không gian mở, chủ nhà thiết kế không gian mở trẻ trung để mình có thể làm văn phòng công ty hoặc có thể kinh doanh buôn bán cà phê rất là tiện. Hai bên hông đây chủ nhà trang trí các bức tranh cũng như khung tranh ngay đây nhé. Phía trên mình có hệ thống trần trí thạch cao được chủ nhà lật giật 3 cấp và trang trí quạt trần cũng như hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng ngay không gian này. Bên hông mình có cửa sổ hai bên hông nhé, và được chủ nhà làm rèm đầy đủ hết rồi. Bên đây mình có cửa đi, bên đây được chủ nhà làm hai lớp này. Ở ngoài một lớp cửa cuốn và trong là một lớp cửa nhôm sinh pha như cửa chính luôn. Ở đây mình có không gian phòng bếp. Ở đây có phòng bếp rất là rộng nha. Chủ nhà thiết kế phòng bếp này toàn gỗ sồi nhập khẩu từ Nga. Ở đây có mình có tủ rượu mini ngay đây này. Phía trên căn phòng bếp chủ nhà thiết kế trần trí thạch cao ngay không gian phòng bếp này nhé. Ở đây mình có lối thoát hiểm rộng 1m này. Nhà mình coi như là ba mặt tiền rồi nhé. Đây có lối thoát hiểm 2m. Ở phía cuối mình có phòng vệ sinh ở phía cuối căn nhà này. Phòng vệ sinh này rất là rộng rãi nhé. Nội thất của phòng vệ sinh này rất là ok nhé. Vòi tắm đứng sen thuyền, bàn cầu đúc tô tô. Bây giờ mình cùng di chuyển lên lầu trên để tham quan các phòng ngủ cũng như phòng giặt, phòng thờ và các nội thất ở trên. Quý vị xem cho hết video nhé. Căn nhà này thiết kế rất là đẹp. Đây là cầu thang này. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen hoa rất là đẹp.
tay vịn gỗ sồi và kính cường lực được chủ nhà làm rất là chắc chắn nhé. Quý khách hàng đang xem, nếu có nhu cầu đi xem mức giá từ 3 tỷ cho đến 5 tỷ thì hãy alo bên Sơn, còn rất nhiều sản phẩm để cho quý vị mình xem. Và quý khách hàng nào đang có nhu cầu xây nhà sắp tới thì có thể theo dõi mẫu nhà này để có thể áp dụng xây theo. Căn nhà này đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ nhé, lên tới lầu trên, và ở đây có phòng ngủ đầu tiên này, nội thất cơ bản rất là ok nhé. Sàn trên đây được chủ nhà lót gạch bóng kính giả gỗ khổ 60 rất là đẹp. Trên đây là hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn led ở trên phòng ngủ này. Tất cả phòng ngủ đều được chủ nhà đi đường âm, máy lạnh cũng như hệ thống cáp nét đầy đủ hết. Phòng ngủ này có tủ áo, được chủ nhà làm tủ áo ba cánh nhá, rộng rãi thoải mái ngay đây, tha hồ cho mình để đồ. Phòng ngủ này có phòng vệ sinh riêng này, nội thất cơ bản rất là xịn sò nhé. Vòi tắm đứng xem thuyền, phòng tắm riêng được ngăn bằng kính cường lực, ngoài có bồn cầu Toto, chậu rửa mặt xinh xắn ngay đây nhé. Chủ nhà đã úp gạch lên tới trần luôn rồi, một căn nhà rất là ok nhé. Bây giờ mình sang phòng ngủ thứ hai này. Nhà hai mặt tiền thông thoáng, ngang 5, dài gần 17, đã được chủ nhà hoàn công rồi. Một trệt hai lầu, đúc 3 tấm. Đây có phòng ngủ thứ hai, cực rộng luôn. Phòng ngủ này rộng rãi thoải mái nhé. Ở đây có tủ áo hai cánh và ở đây có phòng vệ sinh rất là xịn sò này. Đây có bồn tắm nằm cao cấp đây nhé, và vòi tắm đứng xem thuyền màu vàng mạ đồng rất là đẹp. Một căn nhà cực đẹp, được chủ nhà thiết kế nội thất như là một khách sạn 5 sao. Ở đây có hai vòi cho mình chỉnh nước nóng và lạnh đây, chậu rửa mặt xinh xắn này. Ở đây có ngăn cách giữa phòng ngủ và phòng vệ sinh, mình dùng đây có một rèm để kéo xuống nhé. Phòng ngủ này có view ban công phía trước này. Hôm nay đang áp thấp nhiệt đới đang bão ngoài Bắc, hôm nay là cuối tháng 8 âm rồi, trời đang mưa. Em cũng tranh thủ quay để cho một vài khách hàng có hẹn trước để kịp xem. Bây giờ mình lên trên lầu để quay toàn cảnh trên lầu cho quý vị mình cùng xem nhé. Một căn nhà rất đẹp đang được chủ nhà kêu với mức giá chưa tới 5 tỷ. Mình sẽ để mức giá ở phần mô tả của video nhé. Tại vì chủ nhà kêu mức giá gần 5 tỷ, mình chưa biết chính xác là giá bao nhiêu để mình hỏi lại. Phòng ngủ thứ ba, nội thất cơ bản cũng rất ok. Đây có phòng vệ sinh riêng ở phòng ngủ thứ ba này. Nội thất cơ bản rất ok nhé. Nhà này 4 phòng vệ sinh, phòng nào cũng có vòi đứng xem thuyền, bàn cầu đúc Toto và chậu Vela, rất là xinh xắn nhé. Chủ nhà úp gạch lên tới trần luôn ngay phòng vệ sinh. Cửa được chủ nhà làm cửa nhôm sinh pha. Căn nhà này do chính chủ thiết kế và giám sát thi công, một ngôi nhà rất là chắc chắn nhé. Hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn led ở trên tầng. Và tường ở bên hông bên này được chủ nhà xây tường 20, nhưng mà đo vào thì tầm khoảng gần 30 rồi nhé, rất là chắc chắn. Cửa chính của các phòng ngủ đều được chủ nhà làm cửa gỗ sồi, còn cửa đi cũng như cửa sổ thì được chủ nhà làm cửa nhôm sinh pha cộng kính cường lực.
khoảng trống không gian cầu thang này chủ nhà để giếng trời rất là lớn ngay đây này, để mình lấy sáng và lấy gió tự nhiên ngay đây nhé. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen sọc rất là đẹp này. Ở đây mình có phòng thờ rộng rãi nhé. Phòng thờ này chủ nhà cũng có để có thể làm phòng ngủ thứ tư. Ở đây có đi đường ống máy lạnh luôn này. Nếu nhà mình đông người mà không sử dụng đến phòng thờ thì có thể làm phòng ngủ ok nhé. Ngoài đây vẫn có sân thượng phía trước và mình có thể làm phòng thờ ở đây. Trên đây chủ nhà đã lợp hết rồi, nhưng ở đây thì mình có thể làm sân phơi. Đây có chỗ kê máy giặt này. Đây là ban công sân thượng trước nhé. Khu nhà rất đẹp. Quý khách hàng có nhu cầu liên hệ với số điện thoại của mình để mình dẫn đi xem. Rồi, cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.